Ngày 1 tháng 6 tại xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ sạt lở đê bao sông Cổ Chiên. Vụ sạt lở đã làm ảnh hưởng đến hơn 40 lồng bè nuôi cá và thiệt hại hoàn toàn một ao nuôi cá giống của người dân, riêng tiền cá khoảng 120 triệu đồng. Tại khu vực này, sạt lở đã làm mất đoạn đê bao khoảng 70 m, xâm thực vào bên trong gần 20 m, độ sâu hố xoáy đo được từ 12 đến 15 m. Hiện nay qua thăm dò, gần khu vực xảy ra sạt lở có hiện tượng một hố xoáy khoảng 18 m có nguy cơ tiếp tục gây sạt lở. Trong khu vực vẫn còn một ao cá tới thời điểm thu hoạch và các lồng bè nuôi cá của người dân. Hiện nay chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp cây cối, gia cố khắc phục tạm thời tại khu vực sạt lở để hạn chế thiệt hại. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Hồ, giải pháp trước mắt là gia cố tạm để sạt lở không gây ảnh hưởng thêm.